것이라. 그는 이스라엘의 왕이요 전능자의 아들이니라. The world. Chúa Giêsu Kitô là món quà từ đấng tối cao tại từ cõi chết. Hãy chấp nhận anh ấy là chủ nhân của bạn và thuộc về anh ấy. Tôi sins will be forgiven and you can live forever with him. For more details. 가운데서 살아나셨습니다. 그를 당신의 주인으로 받아들이고 그에게 Chúa Giêsu Kitô là món quà từ đấng tối cao. Ông là vua của Israel. 극히 높으신 이의 선물이시라. 그는 이스라엘의 왕이요 전능자의 아들이니라. 그분은 Hãy chấp nhận anh ấy là chủ nhân của bạn và thuộc về anh ấy. Tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ và bạn có thể sống mãi mãi với Ngài năng. Ngài đã chết vì tội lỗi loài người và đã sống lại từ cõi chết. Hãy chấp nhận anh ấy là chủ nhân của bạn và thuộc về anh. 그분은 사람들의 죄를 위해 죽으시고 죽은 자 가운데서 살아나셨. 그를 당신의 주인으로 받아들이고 그에게 속하십시오. 당신의 죄는 용서받을 것이며 당신은 그분과 함께 영원히 살 수 있을 것입니다. 그분과 함께 영원히 살 수 있을 것입니다. 死里 复活 接受 他 为 你的 主人 并 属于 他 你的 罪 会 被 宽恕 你可以 和 他 永远 在 一起 YouTube Great Light of the World. He is the King of Israel, the Son of Almighty. He died for the sins. 예수 그리스도는 지극히 높으신 이의 선물이시라. 도이 cao. Ông là vua của Israel, con trai của đấng toàn năng. Ngài đã chết vì tội lỗi. 영원히 살 수 있을 것입니다. Tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ và bạn có thể sống mãi mãi với Ngài. Để biết thêm chi tiết. Great Light of the World. 예수 그리스도는 지극히 높으신 이의 선물이시라.